tại nhà mình đâu có phải đến mức độ mà để cho nó phải đi làm ăn bê các thứ kiểu. Thế trong đầu mình nghĩ như vậy. Thế là về là cho nó chơi mấy tháng thôi, bắt đầu chị bảo nó hay đến việc con sàn, ví dụ con không thích vậy thì con đi học du lịch Hạ Long đi, ở ngay đây thôi, sáng đi chưa về gần nhà mình thế này, trên trường gần trường Hạ Long này, nó cũng không nghe. Thế xong đầu tiên thì nó cũng nghe, thế xong về sau rồi làm hồ sơ của các thứ xong vài ngày nó thử ra thay đổi, có nghĩa là nó chỉ một thời gian nó chỉ có một là cứ một cái gì chỉ một tí thôi là nó lại thay đổi ý định, nó không thích nữa. Cái của nó hay như sáng. Ừ, nó cứ thay đổi ý định. Làm rồi. Thay đổi đi. Nó không nghe lời mình nữa. Thế xong đầu về sau chị bảo hay là nếu mà con thích thời trang thì con học thiết kế thời trang. Cũng đồng ý. Thế xong là nếu mà con thấy cái học thiết kế thời trang thì mẹ cho con đi xuống dưới kia con học. Cho con kiểu quen cái đường kim mũ chỉ, đạp xe, đạp máy các thứ đi đã. Thế xong là thiết kế xong học. Thế là cho xuống đây học cũng được một tháng rồi Tùng đưa đi đón về, chờ nữa chưa lắm đi đón về. Hãng rồi. Xong lại có nghĩa là bạn ấy cứ học mấy cái này lắm không thích nữa. Em chị bảo hay là bây giờ cho con đi bán hàng, con đi bán hàng con... lúc đấy là chị nghĩ là nó không thể theo học được rồi, nó thích theo học nên chị cho đi bán hàng, nhưng mà đến khi nó đi được một hai buổi nó lại còn thích. Thế nó cứ như vậy sao tay cho được đi vào hai tay đi thở ra trong bối đưa cao mong phía sau. Mấy năm trước còn rủ được nó đi du lịch nhé, 2 năm trở lại đây là không rủ được. Thu mình còn nhiều hơn. Chắc phải về sau của mình còn không thích đi du lịch nữa. Thở hai tay vô căng là sao mà trước là chị còn rủ đi Nha Trang, đi Phú Quốc, đi vô lên.